Hello, xin chào anh em. Mình là Poseidon đến từ Coin số 8 và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cái chủ đề mà mình tin rằng nó khá là quen thuộc đối với nhiều anh em. Tuy vậy, để mà phân biệt được những cái thuật ngữ trong đó một cách rệt tròn thì có thể là sẽ còn những anh em gặp phải những cái lúng túng nhất định. Thì hôm nay chủ đề của chúng ta chính là phân biệt Layer 0, Layer 1 and Layer 2. Ok, let's go. Đầu tiên thì mình chỉ muốn khái quát một cách đơn giản nhất thì ba cái này nó khác nhau ở chỗ nào. Thì đầu tiên là Layer 0. Layer 0 nó chính là cái lớp base, cái lớp nền tảng để mà cho phép các cái dự án xây dựng các cái Layer 1 ở trên đó. Anh em lưu ý, Layer 0 là để xây dựng các cái Layer 1. Layer 1 tiếp theo nó là cái gì? Layer 1 thực ra nó mang tính là một cái blockchain cơ bản rồi, tức là nó đã có đầy đủ chức năng của một cái blockchain điển hình, tức là lưu trữ dữ liệu vào trong một cái sổ cái, có cái cơ chế đồng thuận, có cái lớp thực thi, có thể xử lý các cái giao dịch và nó cũng có cái môi trường để xây dựng lên các cái ứng dụng ở trong đó. Đó thì các cái layer 1 mà điển hình chúng ta hay thường nhắc đến, ví dụ như là Ethereum, ví dụ như là Bitcoin, ví dụ như là Solana, thì nó chính là các cái layer 1 đó. Và cái cuối cùng đó là Layer 2. Thì Layer 2 thì nó đơn giản, nó chỉ là một cái công nghệ để mà nó giúp cho các cái Layer 1 giải quyết những cái vấn đề mà Layer 1 đang gặp phải, tức là khả năng mở rộng này, tốc độ xử lý giao dịch này và chi phí giao dịch. Các cái Layer 2 mà chúng ta thường gặp điển hình nhất đó chính là trong cái giải pháp mở rộng của Ethereum ha, ví dụ như là Optimism, ví dụ như là Arbitrum, ví dụ như là Boba Network, hay là Matic, vân vân. Thì chúng ta đã nói rất nhiều về Layer 2 rồi. Đơn giản nó sẽ giải quyết, giúp hỗ trợ các cái Layer 1 giải quyết những cái vấn đề của đó. Thì đó chính là ba cái khái niệm cơ bản nhất về Layer 1, Layer 2 và Layer 0. Ok, thì để mà chúng ta hiểu sâu hơn một chút nữa về cái câu chuyện là Layer 0, Layer 1 và Layer 2 tại sao nó phải phân ra nhiều loại và phức tạp như vậy á, thì anh em hãy cùng mình đi sâu hơn một chút vào cái gọi là cấu trúc của blockchain. Thì thực tế blockchain cũng giống như một cái ngôi nhà vậy, nó sẽ có những cái bộ phận khác nhau, những cái cấu trúc theo từng tầng để nó duy trì cái hoạt động ổn định. Ngôi nhà thì chúng ta phải có cái móng, đúng không? Cái móng, rồi tầng 1, tầng 2, tầng 3 gì đó, rồi hoàn thiện phần thô, hoàn thiện nội thất, điện nước gì đó, chúng ta mới có thể đi vào cái hoạt động một cách tốt nhất và phục vụ cho cái nhu cầu sống của con người. Thì cái blockchain nó cũng hoàn toàn y chang như vậy. Nó có đến có thể phân loại nó ra gồm 6 lớp khác nhau. Thứ nhất là lớp data, layer data, tức là nó sẽ chịu trách nhiệm đó là truyền và xử lý dữ liệu, lưu trữ dữ liệu. Cái lớp thứ hai là cái network layer, tức là cái mạng lưới, thì nó sẽ gồm một hệ thống các cái validator node hoặc là các cái thợ đào để mà giúp duy trì cái bảo mật, cái hoạt động xác nhận thực thi những cái giao dịch, xác nhận những cái tính hợp lệ của các cái giao dịch và ghi dữ liệu vào trong sổ cái. Cái lớp thứ ba là lớp consensus layer, tức là cái layer đồng thuận, nó sẽ đảm bảo chịu trách nhiệm đó là đảm bảo cho cái blockchain nó luôn hoạt động theo đúng một cái cơ chế đồng thuận ngay từ ban đầu, ví dụ như là proof of work của Bitcoin hay là proof of stake của Ethereum, đúng không ạ? Cái lớp thứ tư đó là cái lớp incentive layer, thì cái lớp này nó sẽ chịu trách nhiệm là khuyến khích cho những cái validator node hoặc là các cái miner người ta tiếp tục tham gia vào duy trì mạng lưới thông qua các cái phần thưởng, cái cơ chế phần thưởng của staking hay là của việc đào coin và giải mã các cái giao dịch đó. Thì đó là incentive layer. Cái lớp thứ năm là contract layer, thì đây là cái lớp cho phép những cái nhà phát triển viết những cái smart contract để mà tạo ra các cái ứng dụng phục vụ cho người dùng cuối. Thì đây là một trong những cái lớp mà chúng ta có thể phân biệt rõ nhất thông qua blockchain của Bitcoin và Ethereum. Anh em có thể thấy là blockchain Bitcoin là một cái blockchain dạng đời đầu ấy, và rất khó để xây dựng các cái ứng dụng ở trên đó. Và crypto nó hoàn toàn thay đổi khi mà Ethereum cho phép các cái bên phát triển người ta viết các cái smart contract và tạo ra các cái ứng dụng và xây dựng lên các cái ứng dụng phục vụ người dùng ở trên Ethereum đó. Và cái layer cuối cùng đó chính là cái application layer, thì nó
thì đơn thuần là cái lớp ứng dụng dành cho người dùng cuối thôi. Ví dụ như là AMM thì là Uniswap, PancakeSwap đúng không ạ? Lending thì là AV, Compound, MakerDAO, rồi các cái liquid staking, các cái yield farming, NFT, các cái aggregator, các cái GameFi, vân vân, thì nó đều là nằm trên cái lớp cuối cùng đó. Thì thực tế thì sẽ tùy vào cái mục đích của dự án và cái công nghệ hay là cái ý tưởng của team phát triển mà một cái blockchain nó có thể có đầy đủ các cái layer mà mình vừa kể, hoặc là thiếu một hai cái gì đó, thì nó sẽ tùy vào đặc điểm chứ không yêu cầu nhất thiết nó sẽ phải có đủ nha mọi người. Ok, thì sau khi anh em đã hiểu về cái kết cấu của một blockchain á, vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau nói về câu chuyện là layer 0, layer 1 và layer 2. Thì các cái layer 1, hay mình nói về layer 1 trước, các cái layer 1 như Bitcoin hay Ethereum thì nó mình hay dùng một cái khái niệm đó là các cái chuỗi nguyên khối độc lập, có nghĩa là nó đã cố gắng nó đưa toàn bộ những cái layer cần thiết để một blockchain độc lập hoạt động vào trong đó, từ xử lý dữ liệu đến network, đến đồng thuận, consensus, đến thực thi, đến incentive và các KPI. Ví dụ như Ethereum thì nó hoàn toàn có thể hoạt động độc lập được. Tuy nhiên thì cái hoạt động độc lập này thì nó có ưu điểm. Đầu tiên nó sẽ có ưu điểm là thứ nhất là nó sẽ hoàn toàn là tương thích với cái mục tiêu và cái lý tưởng mà dự án đặt ra ban đầu. Ví dụ như Ethereum thì nó mong muốn là phát triển DeFi và toàn bộ những cái từ dữ liệu, từ smart contract, từ cơ chế bảo mật của nó vân vân thì nó sẽ tương thích ngay từ đầu, tại vì người ta xây dựng để làm cái mà người ta mong muốn mà, người ta sẽ cố gắng gọi là fit nó ngay từ đầu để đưa nó vào hoạt động một cách ổn định nhất và ít phải điều chỉnh tùy biến ha. Còn đó là cái ưu điểm, nhưng mà đổi lại thì nó sẽ có cái nhược điểm. Thì nhược điểm lớn nhất của dạng blockchain này nó chính là cái câu chuyện đó là bởi vì người ta đang cố gắng làm quá nhiều việc ha, tức là từ việc xây dựng lưu trữ xử lý dữ liệu này, và không chỉ lưu trữ xử lý dữ liệu đâu mà người ta còn phải đảm bảo cái tính gọi là tính khả dụng của dữ liệu, tức là dữ liệu đó phải lưu trữ và còn phải sử dụng được khi cần thiết, rồi về đảm bảo cái sự đồng thuận, rồi đảm bảo cái việc phải thực thi giao dịch, thực thi các cái lệnh giao dịch và các cái transaction ở trên blockchain. Thì chính vì vậy sẽ có những cái thời điểm mà bởi vì quá tải cho nên cái blockchain nó sẽ gặp vấn đề trong khả năng mở rộng, hoặc là trong cái khả năng cái tốc độ xử lý giao dịch hay là cái chi phí giao dịch, và đó là về nội tại blockchain. Còn xét về cái sự tương tác giữa các blockchain khác nhau thì cái blockchain độc lập nó cũng gặp khá là nhiều vấn đề. Thì như anh em biết thì khi mà chúng ta muốn chuyển tài sản ví dụ như từ Ethereum sang một cái mạng lưới khác, ví dụ như là Binance Smart Chain, ví dụ như Solana, chúng ta phải sử dụng các cái bridge, thì đó chính là cái câu chuyện về trở ngại giữa khả năng tương tác, bởi vì không phải ai cũng đủ nền công nghệ và để sử dụng các cái cầu nối đó, và trên thực tế thì khá nhiều cầu nối nó cũng không có an toàn để mà chúng ta có thể gọi là yên tâm sử dụng. Thì đó chính là vấn đề về khả năng tương tác. Rồi thì cái layer 0 ấy, bởi vì vậy người ta phát triển layer 0 để mong muốn là khắc phục những cái vấn đề của layer 1 và hỗ trợ hơn nữa cho, thậm chí là hỗ trợ cho layer 2 để mà giải quyết các vấn đề của blockchain. Thì các cái layer 0 trên thực tế người ta chỉ chú tâm vào câu chuyện đó là xây dựng một cái hạ tầng để truyền các cái dữ liệu, xử lý các cái dữ liệu và cho phép các cái layer 1 tới và xây dựng ở trên đó, và tùy biến, thậm chí là tùy biến tùy vào cái mục tiêu của cái dự án mà có thể tùy biến luôn cái layer 1 đó. Thì đó chính là layer 0. Thì khi mà chúng ta làm cái câu chuyện đó thì nó cũng đồng thời giải quyết được ba vấn đề luôn. Thứ nhất là khả năng mở rộng, đúng không? Tức là khi đó blockchain layer 1 thì nó chỉ tập trung vào việc cái câu chuyện làm giải quyết một số cái tác vụ cần thiết thôi, chứ còn trên thực tế thì nó sẽ không làm tất cả nữa. Chính vì vậy nó sẽ giảm tải cái khối lượng công việc xuống, nhờ đó là giúp tăng khả năng mở rộng và giảm chi phí. Cái thứ hai đó là nó tăng khả năng tương tác, bởi vì toàn bộ đều được xây dựng ở trên một cái layer 0 duy nhất. Chính vì vậy thì người dùng không còn phải đi tìm hiểu xem là phải sử dụng cái cầu nối nào để chuyển các khoản tài sản qua về giữa các cái chain này nữa ha, mà chỉ đơn giản là sử dụng đúng công cụ duy nhất của layer 0 là xong đó. Thì nó sẽ tăng cái trải nghiệm người dùng này, hạn chế cái việc mất mát do các cái vụ tấn công và các cái breach vân vân, và cũng đồng thời là giúp cho cái tài sản nó luân chuyển giữa các cái chain ở trong layer 0 một cách mượt mà, và cái dòng tiền đó nó sẽ
được giữ lại ở trong cái hệ một cách tốt hơn. Đó thì đó là cái câu chuyện về tương tác, và cái cuối cùng là cái phục vụ cho sự phát triển của các cái developer, tức là các cái layer row nó sẽ cho phép xây dựng các cái bộ công cụ ha. Mình ví dụ như là cái Cosmos SDK của Cosmos thì nó sẽ cho phép các cái nhà phát triển sử dụng cái công cụ đó để phát triển lên, tức là cái công cụ đó nó chỉ là nền tảng thôi, người ta có thể phát triển lên tùy biến dựa trên cái mục tiêu và cái ngách của dự án. Ví dụ như tôi muốn làm GameFi thì tôi cần tốc độ xử lý giao dịch nhanh và chi phí rẻ là được rồi. Hoặc là tôi làm về DeFi, ngoài cái tốc độ xử lý giao dịch nhanh thì tôi chú trọng hơn đến cái câu chuyện đó bảo mật, thì cái bộ công cụ nền tảng đó nó sẽ là cái nền mà từ đó các nhà phát triển sẽ phát triển dần lên để mà tạo ra cái mà họ mong muốn. Thì đó chính là ba cái câu chuyện lợi ích của Layer Zero, và đó chính là lý do mà tại sao chúng ta cần có Layer Zero ngoài cái Layer 1, Layer 2. Ok. Chúng ta đã nói xong với nhau về câu chuyện là lý thuyết, khái niệm, thì mình sẽ lấy một vài ví dụ để em phân biệt rõ hơn. Thì chúng ta sẽ có cái nhóm Layer Zero đầu tiên, đó chính là các cái dạng hệ sinh thái như là Polkadot này, Avalanche này và Cosmos. Thì mình sẽ phân tích ra Polkadot nha. Polkadot thì anh em có thể thấy rằng Polkadot nó sẽ xây dựng một cái blockchain gọi là chuỗi chính, và trên cái chuỗi chính nó sẽ cho phép các cái dự án phát triển lên trên đó những cái chuỗi độc lập riêng, được gọi là parachain. Thì ở đây chính là mô hình như Layer Zero và Layer 1, trong đó Polkadot đóng vai trò, cái mảng chính của Polkadot là Layer Zero và các cái parachain cắm trên nó chính là các cái Layer 1 đó, và khá là dễ hiểu đúng không? Và anh em có thể thấy là các cái hệ sinh thái trên Polkadot thì tuy rằng hiện tại nó chưa có gọi là thu hút được dòng tiền hay là phát triển quá sức nổi bật, nhưng mà nó cũng đã tận dụng được cái công nghệ của Polkadot ở chỗ đó là nó sử dụng cái relay chain để mà nó chuyển tiếp giữa tài sản và người dùng một cách rất là tiện lợi và nhanh chóng ấy, và hầu như không có cái sự khác biệt giữa các cái chain với nhau. Thì đối với người dùng mới thì đây là một trong những cái sức hút để mà người ta tham gia vào crypto nói chung và tham gia vào các cái tác vụ DeFi, GameFi nói riêng. Ok, và Avalanche thì trước đây Avalanche nó chỉ là một cái blockchain Layer 1 thuần túy thôi, và sau khi nó đưa ra cái định hướng đó là phát triển các cái subnet á, thì nó đã hoàn toàn quay qua chuyển sang một cái hướng mới, đó là phát triển nó trở thành một cái Layer Zero. Tức là lúc này Avalanche nó chỉ là cái mạng lưới chính thôi, và các cái blockchain Layer 1 á, người ta sẽ phát triển lên các cái subnet ở trên đó ha. Mình ví dụ như một số cái subnet đã xây dựng trên Avalanche là DeFi Kingdom và một hai con game gì đó nữa mình quên mất tiêu rồi, có khoảng 4-5 subnet gì đó đang chạy tương đối ok ở trên Avalanche, mọi người có thể tìm hiểu thêm ha. Tức là trong trường hợp này các cái dự án nó build một cái Layer 1 riêng cho bản thân nó luôn. Nó hoàn toàn tương tự như câu chuyện của cái Ronin của Axi á, đúng không ạ? Nhưng mà bởi vì không phải dự án nào người ta cũng đủ cái nguồn lực và nhân lực và tiền để mà người ta tự làm với Layer 1 hoàn toàn riêng biệt như Ronin cả, thì thông thường người ta sẽ lựa chọn một cái giải pháp, đó là sử dụng cái dịch vụ của bên thứ ba. Trong trường hợp như DeFi Kingdom thì người ta sử dụng cái subnet của Avalanche để người ta xây dựng cái blockchain riêng phục vụ cho cái dự án của người ta. Ok. Rồi, về Layer 1 thì hồi nãy chúng ta đã nói câu chuyện khá nhiều rồi, đó là những cái blockchain mang tính độc lập mệnh khối, ví dụ như là Bitcoin, ví dụ như là Ethereum, ví dụ như là Solana ha, thì nó hoàn toàn đầy đủ các cái cấu tạo của blockchain mà nó có thể hoạt động rất là độc lập. Ví dụ như là Binance Smart Chain, tức là nó hoạt động độc lập được rồi, nó xây dựng được đầy đủ các cái lớp và nó phát triển được các DApp rồi. Tuy nhiên thì nó sẽ không thể nào cho phép các dự án xây dựng các cái blockchain riêng ở trên nó được, nó khác cái Layer Zero như vậy. Và về Layer 2 thì chúng ta có các cái dự án điển hình, ví dụ là Arbitrum đúng không ạ, chưa có token, Optimism, Starnet đúng không ạ, rồi Boba Network, rồi Boba Network, Matrix DAO, rồi Stellar, rồi Loopring vân vân, rất là nhiều đúng không ạ. Layer 2 cho Ethereum thì rất nhiều, và trong tương lai thì còn có thể có nhiều Layer 2 khác cho các cái hệ sinh thái khác. Tại vì theo quan điểm của mình thì Layer 2 nó sẽ luôn cần thiết, tại vì bất kỳ một cái hệ sinh thái nào sẽ có những cái thời điểm mà sẽ gặp những cái sự cố ở một khía cạnh nào đó và nó cần Layer 2 để giải quyết cho câu chuyện đó. Thì Layer 2 thì đặc điểm của nó là nó sẽ phát triển dựa trên cái lớp bảo mật, cái hệ thống của Layer 1 đã xây dựng từ đầu, mà nó chỉ cung cấp thêm một cái giải pháp bổ sung.
Ok, thì hy vọng qua cái clip này thì tất cả chúng ta đã cùng nhau hiểu được cái sự khác nhau và phân biệt được các cái dự án làm về Layer 0, Layer 1 và Layer 2 để từ đó có cái định hướng đầu tư một cách phù hợp nhất. Thì mình cá nhân mình tin rằng thì cả ba cái dạng layer này nó sẽ luôn cần thiết và luôn tồn tại cùng với thị trường. Đó, và tuy nhiên thì trong tương lai chúng ta có thể có những cái góc nhìn khác về các cái layer 1 và layer 0 cũng như layer 2. Và trong tương lai thì layer 0 nó có thể phổ biến hơn. Đó, tại khi mà cái tính tương tác và cái khả năng mở rộng nó được đề cao. Trong khi đó layer 1 có thể là nó sẽ nhiều hơn, tại vì khi mà layer 0 nó phổ biến hơn và nhiều dự án nó có nhu cầu phát triển riêng một cái hệ, một cái blockchain riêng của nó, thì các cái layer 1 nó sẽ xuất hiện nhiều hơn, nó sẽ phổ biến hơn. Tuy nhiên thì là không phải vì vậy mà chúng ta sẽ không đầu tư layer 1 nữa, tại vì vẫn sẽ luôn có những cái layer 1 độc lập và nó tồn tại như vậy, và nó sẽ giải quyết cái khả năng mở rộng bằng các cái layer 2 và các cái giải pháp của tự nội tại nó. Câu chuyện rất là điển hình của Ethereum, nó đã diễn ra vài năm nay rồi và nó cũng đã thành công thông qua cái việc đó là sử dụng các cái layer 2 cũng như là sử dụng các cái cập nhật Ethereum 2.0 và những cái cập nhật khác để mà giải quyết câu chuyện của nó. Rồi, hẹn gặp lại anh em trong các cái clip tiếp theo.